Ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Sam cho biết, đơn vị đã có văn bản trình tỉnh xem xét không thu phí khách du lịch đến tham quan trong thời gian cao điểm diễn ra lễ hội với bà chúa xứ núi Sam từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Lễ khai hội với bà chú xứ núi Sam kết hợp lễ kỷ niệm 10 năm lễ hội với bà chúa xứ núi Sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dự kiến diễn ra vào tối ngày 28 tháng 5 nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch tại trung tâm thương mại Vĩnh Đông, phường núi Sam lễ phục hiện rước tượng bà và lễ hội đường phố sẽ được tổ chức vào chiều ngày 29 tháng 5 nhằm ngày 22 tháng 4 âm lịch tại nhà bia liệt sĩ phường núi Sam, khu vực bà ngự trên đỉnh núi Sam và miếu bà chúa xứ núi Sam. Lễ tắm bà sẽ diễn ra vào lúc 24 giờ ngày 30 tháng 5 nhằm ngày 23 tháng 4 âm lịch.